vụ án Vạn Thịnh Phát mất bỏ mới lo làm chuồng, hay Tô Đại tìm diệt sân sau, truyền thông nhà nước loan tin về việc xét xử đại án Vạn Thịnh Phát cho hay bà Trương Mỹ Lan và 85 đồng phạm sẽ ra tòa vào ngày 5 tháng 2 tới đây. Tờ báo Tuổi Trẻ vào ngày 16 tháng 2 đưa tin xét xử vụ Vạn Thịnh Phát từ 5 tháng 2, một số bị cáo vắng mặt. Bản tin cho biết Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh sẽ xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát từ ngày 5 tháng 3 và dự kiến kéo dài tới 29 tháng 4. Bà Trương Mỹ Lan và 85 đồng phạm đã có hành vi vi phạm trong hoạt động tín dụng thao túng ngân hàng SCB để chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn, gây thiệt hại tới 400.000 tỷ đồng. Tờ Tuổi Trẻ loan tin về ngày xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát. Theo đó, bà Trương Mỹ Lan bị truy tố các tội như tham ô tài sản, đưa hối lộ và vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. 85 bị cáo còn lại là những lãnh đạo cấp cao của Vạn Thịnh Phát, ngân hàng SCB và cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng nhà nước bị truy tố về tội danh tham ô tài sản, đưa hối lộ, nhận hối lộ, thiếu trách nhiệm, gây hậu quả nghiêm trọng. Ngoài ra, 5 cựu lãnh đạo cấp cao của ngân hàng SCB đã bỏ trốn ra nước ngoài trước kia sẽ bị khởi tố, sẽ bị xét xử vắng mặt. 5 người này đang bị Bộ Công an truy nã. Trước đó vào ngày 13 tháng 12 năm 2023, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố các bị can, bị cáo trong vụ án này. Theo cơ quan tố tụng, từ năm 2012 cho đến tháng 10 năm 2022, bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã thâu tóm, nắm giữ từ 85 cho đến 91,5% cổ phần của ngân hàng SCB, trở thành cổ đông lớn nhất có quyền chỉ đạo, điều hành, thao túng toàn bộ hoạt động của ngân hàng SCB. Tại thời điểm khởi tố vụ án, trên hệ thống sổ sách của ngân hàng SCB đã thể hiện, ngân hàng này huy động của người dân và các tổ chức khác hơn 673.000 tỷ đồng, trong đó riêng tiền gửi khách hàng là 511.000 tỷ đồng. Thời điểm đó, tổng nguồn vốn của SCB theo sổ kế toán là 713.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã ban hành quyết định kiểm soát đặc biệt, thuê đơn vị kiểm toán độc lập để rà soát, đánh giá thực trạng tài chính của SCB. Kết quả kiểm toán độc lập xác định ngân hàng này âm vốn sở hữu 443.000 tỷ đồng, lỗ lũy kế 464.000 tỷ đồng. Bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Vạn Thịnh Phát. Được biết, sau khi có tin bà Trương Mỹ Lan và một loạt lãnh đạo của tập đoàn Vạn Thịnh Phát bị khởi tố bắt giam, vào tháng 10 năm 2022, nhiều người dân gửi tiền tiết kiệm đã mua các sản phẩm từ ngân hàng SCB đã xuống đường biểu tình, tập trung về các trụ sở của SCB ở nhiều tỉnh thành trong cả nước để mà đòi tiền. Mới nhất, tại hội nghị giao ban trực tuyến của Bộ Công an, vào ngày 15 tháng 2, Bộ trưởng Công an Tô Lâm yêu cầu đẩy nhanh điều tra các vụ đại án mà dư luận xã hội quan tâm trong năm 2024. Đáng chú ý, ông Tô Lâm đã yêu cầu đẩy nhanh điều tra mở rộng giai đoạn 2 đối với vụ án Vạn Thịnh Phát. Vụ án Vạn Thịnh Phát và ngân hàng SCB đã diễn ra trong một thời gian rất dài và gây thất thoát một lượng tài sản vô cùng lớn. Theo giới chuyên gia, những sự cố nghiêm trọng như SCB đáng lẽ rất khó xảy ra nếu như được giám sát chặt chẽ, đặc biệt là vấn đề sở hữu chéo để thao túng ngân hàng. Quốc hội Việt Nam vào hôm 18 tháng 1 cũng đã thông qua luật các tổ chức tín dụng sửa đổi, giới hạn cổ phần do các nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trong các ngân hàng nội địa. Mục đích của luật này được cho là nhằm giảm tình trạng sở hữu chéo, thao túng ngân hàng. Theo đó, luật mới sẽ bắt đầu có hiệu lực vào tháng 7 năm 2023, quy định rõ các cổ đông là tổ chức như quỹ đầu tư, quỹ hưu trí sẽ chỉ được nắm giữ mức cao nhất không quá 10% cổ phần của ngân hàng, giảm hơn so với số 15% được quy định trước đó. Ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Theo giới quan sát, luật sửa đổi này được đưa ra sau khi một loạt các vụ gian lận tài chính, ngân hàng, bất động sản và thị trường chứng khoán bị phanh phui vào năm 2022, cùng với việc bắt giữ những chùm bất động sản và ngân hàng như bà Trương Mỹ Lan. Giáo sư Abuja trong bài viết Đảng Cộng sản cũng dọn nhà trước Tết đã đánh giá đây là một vụ án tham nhũng gây thiệt hại lớn chưa từng thấy. Nếu vụ án này được điều tra hoàn toàn độc lập, tới nơi tới chốn thì chắc chắn sẽ có nhiều quan chức cấp cao hơn nữa sẽ đứng trước vành móng ngựa. Tác giả Abuja cho rằng khi chiến dịch chống tham nhũng tiếp tục, mục tiêu đã chuyển sang các quan chức cấp thấp hơn và đối tác kinh doanh của các quan chức cấp cao. Ví dụ điển hình nhất là đại án Trương Mỹ Lan và Vạn Thịnh Phát, vụ lừa đảo và tham ô trị giá 12,3 tỷ đô la.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo chấm d với bản tin Vụ án Vạn Thịnh Phát mất bò mới lo làm chuồng, hay Tô Lâm tim diệt sân sau. Tổng Trọng buông bỏ chủ quyền, lãnh đạo Việt Nam chống đánh xuôi, khen thổi ngược. Ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam luôn sử dụng chiêu bài ý thức hệ để biện minh cho việc họ thuần phục Trung Quốc. Họ coi Trung Quốc là chỗ dựa vững chắc cho Đảng để duy trì quyền lực. Kỷ niệm 45 năm chiến tranh biên giới phía Bắc ngày 17 tháng 2 năm 1979 đã có hàng loạt bài báo mang tính nhạy cảm về cuộc chiến này đăng tải trên truyền thông nhà nước, bị Ban Tuyên giáo Trung ương ra lệnh gỡ bỏ nhưng sau đó đã xuất hiện trở lại. Nghĩa trang liệt sĩ Vị Xuyên với những ngôi mộ trùng trùng điệp điệp, ai đang cố tình lãng quên họ đây? Điều đó cho thấy một bộ phận không nhỏ trong ban lãnh đạo Việt Nam vẫn sợ hãi, muốn dựa vào Bắc Kinh để tồn tại và tiếp tục vụ lợi. Theo Đài Á Châu Tự Do, đầu năm 2024, trang thông tin điện tử của Ban Dân tộc tỉnh Bình Thuận đã đăng kế hoạch kỷ niệm các ngày lễ lớn và các sự kiện lịch sử quan trọng trong năm như 49 năm ngày giải phóng miền Nam 30 tháng 4, 70 năm ngày chiến thắng Điện Biên Phủ, 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh v.v. Nhưng ngày Việt Nam mất Hoàng Sa vào tay Trung Quốc 19 tháng 1 năm 1974 và ngày Trung Quốc xua quân xâm lược 6 tỉnh biên giới phía Bắc của Việt Nam 17 tháng 2 1979 hay ngày Trung Quốc chiếm một số đảo của Việt Nam trên quần đảo Trường Sa hoàn toàn không được nhắc tới. Nhiều năm trước đây và những ngày này, nhiều người dân tập trung để mà thắp hương tưởng niệm các tử sĩ ở Sài Gòn và Hà Nội thường xuyên bị chính quyền ra tay ngăn cản, đe dọa, đánh đập, đàn áp, không thương tiếc. Phải chăng đó là chủ trương lớn xuyên suốt của ban lãnh đạo Việt Nam? Nói với đài FA, nhà nghiên cứu Biển Đông Đinh Kim Phúc từ Sài Gòn đã bày tỏ lo ngại như sau. Chúng ta nên nhớ cuộc chiến bảo vệ Tổ quốc biên giới phía Bắc và biên giới phía Tây Nam, cũng như cuộc bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam trên Biển Đông hết sức là gay go. Máu của đồng bào, của chiến sĩ không phải nước lã. Tôi không biết lãnh đạo Việt Nam sợ cái gì mà lặng im, trong khi Trung Quốc vẫn tưởng niệm 3 ngày này. Nếu lãnh đạo Việt Nam hành xử như vậy, thì làm sao mà giáo dục cho thế hệ trẻ được? Nếu mai này mà có chiến tranh xảy ra, ai sẽ là người cầm súng? Ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh vào tháng 11 năm 2022. Trong khi đó, mới đây vào ngày 19 tháng 1 năm 2024, tròn 50 năm ngày mất Hoàng Sa, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thị Thu Hằng phát biểu trước báo giới rằng Việt Nam có đầy đủ cơ sở pháp lý và bằng chứng lịch sử để khẳng định chủ quyền của Việt Nam với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Tại sao trong quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc, ban lãnh đạo Việt Nam lại tồn tại tình trạng chống đánh xuôi, khen thổi ngược như vậy? Cần thừa nhận một thực tế, Việt Nam và Trung Quốc có đường biên giới chung hàng ngàn cây số. Trung Quốc là một trong những đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam. Ngoài ra, Việt Nam và Trung Quốc cũng có những tương đồng về mặt chính trị. Tuy nhiên, Tổng Trọng đã ngả quá nhiều về Bắc Kinh trong chính sách đối ngoại, tới mức bị đánh giá là quá đáng và vô liêm sỉ. Chuyện Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nghẹn ngào tới mức sắp khóc trước mặt Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong lễ yến tiệc chiêu đãi khách nhân chuyến thăm của ông Tập đến Việt Nam vào tháng 12 năm 2023 là một minh chứng. Thời điểm đó, kênh YouTube của Đài Á Châu Tự Do phát đi một clip video với tiêu đề "Phát biểu của ông Trọng bị lược mất, tôi đã già rồi, rất muốn trao trách nhiệm cho thế hệ trẻ", được trang mạng xã hội chia sẻ rộng rãi. Trong phần đầu của clip này, ông Nguyễn Phú Trọng đọc diễn văn trước Tập Cận Bình. Ông đã nghẹn ngào gần như bật khóc khi nói rằng: "Đồng chí Tập Cận Bình còn trẻ hơn tôi nhiều, nhưng mà tôi thì cũng đã già rồi, rất muốn gửi gắm và trao trách nhiệm cho thế hệ trẻ". Ông Trọng cũng là lãnh đạo nước ngoài đầu tiên đến thăm Trung Quốc sau Đại hội 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc vừa kết thúc vào tháng 10 năm 2022. Theo giới quan sát, đó là minh chứng cho thấy sự thống nhất cao giữa lãnh đạo hai nước Việt Nam và Trung Quốc. Một lễ tưởng niệm các chiến sĩ đã ngã xuống trong cuộc chiến tranh biên giới 1979 do người dân Hà Nội tổ chức vào năm 2016. Được biết, trong 10 năm cầm quyền, trên cương vị Tổng Bí thư Đảng, ông Nguyễn Phú Trọng đã sang thăm Trung Quốc 4 lần vào năm 2011, 2015, 2017 và 2022. Nhà nghiên cứu Biển Đông, học giả Trương Nhân Tuấn từ Paris đã bình luận trên trang Facebook cá nhân rằng Trọng Vương tự đầy đọa tấm thân trong chuyến đi xa chỉ để chứng minh rằng mình là một trong những người trung thành nhất
với Tập Đại Đế. Các học giả quốc tế đều cho rằng đến nay Việt Nam có thể mất trắng các đảo của bãi cát ngầm trong khu vực Trường Sa cũng như toàn bộ Biển Đông đã hết sức rõ ràng, đã có thể đảm bảo sự toàn vẹn chủ quyền của lãnh thổ đất nước. Nội bộ ban lãnh đạo Việt Nam bắt buộc phải thống nhất quan điểm, không thể cứ nhìn tình trạng chống đánh xuôi, kèn thổi ngược như hiện nay. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.d ngày hôm nay với bản tin Tổng Trọng buông bỏ chủ quyền, lãnh đạo Việt Nam chống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.d.